vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Như thường lệ, những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ mở đầu chương trình. Tiếp đó, trong mục Kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Phú Thọ nâng cao giá trị thâm canh thủy sản và Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển du lịch. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, lượng khách du lịch trong những tháng đầu năm 2022 đạt trên 100.000 lượt khách, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt trên 18% so với kế hoạch năm 2022. Đó là tín hiệu vui của ngành du lịch Lai Châu sau khi tỉnh triển khai nhiều hoạt động kích cầu xúc tiến quảng bá, thực hiện các đoàn farm trip, đưa các doanh nghiệp lữ hành miền Nam đến khảo sát kết nối liên kết với các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh để xây dựng các tour trao đổi nguồn khách du lịch. Để khuyến khích khách du lịch đến tỉnh Lai Châu theo hình thức tham gia các tour liên kết chính thức giữa các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh Lai Châu và các tỉnh, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu đã định hướng các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh liên kết các tour hướng tới thị trường khách du lịch miền Nam. Để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tỉnh Sơn La đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác định hướng, nắm bắt tiến độ và kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư triển khai dự án. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu huy động nguồn vốn toàn xã hội đạt khoảng 120.000 tỷ đồng, bình quân 24.000 tỷ đồng mỗi năm. Phấn đấu đến năm 2024, du lịch Mộc Châu trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, xây dựng và hình thành 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60% tổng diện tích vào năm 2025, triển khai phát triển 8 cụm công nghiệp có vị trí thuận lợi theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, hình thành các siêu thị tổng hợp từ hạng 3 trở lên tại mỗi trung tâm huyện, thu hút từ 1 đến 2 dự án đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn của tỉnh Hà Giang đã được các cấp, các ngành địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại giống chất lượng chưa đảm bảo, tiềm ẩn những rủi ro. Do đó, mỗi người dân hãy lựa chọn cơ sở uy tín để phát huy tối đa hiệu quả kinh tế từ rừng trồng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang, có hàng trăm tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, buôn bán giống cây trồng, trong đó có 28 đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp được cấp phép công nhận. Hiện các cơ sở sản xuất đang gặp sự cạnh tranh lớn với những cơ sở loại giống thiếu minh bạch trên thị trường. Đây là các loại cây giống trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng chưa đảm bảo, nhất là giống từ nông hộ nhỏ lẻ, không được sản xuất, bảo đảm theo quy trình tiêu chuẩn. Do đó, nhiều đoàn kiểm tra của tỉnh đã vào cuộc siết chặt quản lý, kiểm soát, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tự phát không rõ nguồn gốc. Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ một cá thể hổ thuộc nhóm 1B, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng 220kg đã chết, 3 con dao, một bộ kích điện, một xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại Nghệ An, sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về Điện Biên giết thịt để nấu cao, bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Điện Biên đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Anh, Ngô Sĩ Thành và Ngô Sĩ Tiến để đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ bà con nông dân đưa các giống cá đặc sản có giá trị kinh tế cao vào nuôi thâm canh, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Mô hình nuôi cá trạch đồng và trâu nhân triển khai tại Hợp tác xã Đồng Mè, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có diện tích trên 5 hectare. Ưu điểm mô hình này là diện tích ao nuôi không cần rộng, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, hiệu quả kinh tế lại cao. Bình quân 1 hectare mỗi năm nuôi 2 lứa, sản lượng thu được là hơn 10 tấn cá trạch và trâu nhân.
Với giá bán hiện nay, bà con sẽ có lãi từ 350 đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Được sự quan tâm của Chi cục Thủy sản tỉnh thì vừa rồi cũng có đầu tư cho hợp tác xã thủy sản Đồng Mèo chúng tôi, là cũng có một cái hướng đi mới, thay đổi lại tư duy. Thứ nhất là nuôi những con nó độc lạ và nó kinh tế hơn. Con chê, con trạch hoặc con trôi nhân. Đấy, thì qua quá trình thử nghiệm thực tế của hợp tác xã thì chúng tôi thấy nó mang lại hiệu quả kinh tế. Tới đây thì chúng tôi cũng rất mong muốn là cùng nhân rộng cái mô hình này cho bà con nông dân. Tỉnh Phú Thọ có diện tích mặt nước nuôi thủy sản là trên 10.000 hecta, trong đó diện tích chuyên nuôi thủy sản là 5,6 nghìn hecta. Theo kế hoạch phát triển thủy sản của tỉnh giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh thâm canh, đưa các giống đặc sản vào nuôi để tăng sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cơ cấu lại cái sản xuất thủy sản theo cái hướng là giảm quy mô số lồng nuôi trên sông và tăng cái quy mô số lồng trong hồ chứa, đồng thời là ổn định cái diện tích nuôi thâm canh ở các khu tập trung. Thế và nhân rộng các cái mô hình nuôi các đối tượng đặc sản, đối tượng thủy sản bản địa có cái giá trị kinh tế cao, thế và gắn với cái nâng cao cái chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu và liên kết tổ chức sản xuất để nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong cái phát triển thủy sản. Với tiềm năng lợi thế mặt nước sẵn có cùng các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đang được triển khai, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được tập huấn kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư nuôi thâm canh. Qua đó sẽ giải được bài toán không mở rộng diện tích nhưng vẫn tăng được sản lượng cung cấp ra thị trường và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, huyện Na Hàng, Tuyên Quang, mảnh đất sơn thủy hữu tình được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều cảnh đẹp thơ mộng, nơi dừng chân lý tưởng cho mọi du khách. Với nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa dân tộc là lợi thế để huyện phát triển kinh tế từ du lịch. Na Hàng là huyện vùng cao nằm ở phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang 110 km, tiếp giáp với ba tỉnh là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Na Hàng được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quý giá, đặc biệt là tài nguyên rừng với 84% diện tích tự nhiên. Có giá trị về kinh tế, ý nghĩa quan trọng trong việc phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái. Đến Na Hàng, chắc chắn du khách sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ sinh thái và nghe những câu chuyện kể về sự tích gắn với từng địa danh nơi đây. Thực sự lần đầu tiên đến nhưng mà mình thấy ở đây là vùng đất rất là tiềm năng. Từ cái thắng cảnh Cọc Pài rồi những cái thành khác du thuyền trên lòng hồ một cảm giác rất là dễ chịu. Phải nói là mình được xem trên TV nghe nói rất là nhiều cái vùng đất Na Hàng, sinh thái Na Hàng Lâm Bình này. Mà đây là lần đầu tiên mình đến đây nhưng mà thực sự có ấn tượng. Với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ hấp dẫn đã tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa núi rừng. Đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Na Hàng và tôi cảm nhận được đây là một cái địa điểm mà thu hút khách du lịch rất là nhiều bởi vì nó có rất là nhiều những cái sự đa dạng về sản phẩm du lịch từ hệ sinh thái, động thực vật và cái cách làm du lịch của những người dân bản địa ở đây. Với tinh thần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cùng những thành tựu đạt được, tiếp tục khơi dậy những tiềm năng lợi thế, nhất là tiềm năng về phát triển du lịch. Trong thời gian tới, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang sẽ có thêm điểm tựa để phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh và bền vững, xứng đáng là nơi dừng chân lý tưởng cho mọi du khách trong và ngoài nước. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực. Đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Điện Biên ít mây không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Lai Châu nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Sơn La nhiều mây, có mưa rào rải rác vài nơi,
nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Phú Thọ nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Hà Giang nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.